Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Trong clip này thì Việt Vinh giới thiệu đến anh em một chiếc dề đến từ nước Mỹ. Đó là chiếc dề mang thương hiệu Carver CT26V. Và như anh em đang nhìn thấy trước màn hình thì mình đang ghép chiếc dề này với cả cục pao cũng đến từ nước Mỹ, Crown 210. Đây là một cục pao mà Crown mà Việt Vinh rất là thích. Việt Vinh hay dùng chính chiếc Crown này để Việt Vinh nghe những bản nhạc nhẹ và đánh những bản nhạc nhẹ thôi chứ không đánh những bản nhạc nặng. Vì chất tiếng của Crown 210 này nó có một chất âm rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng, nó không ồn ào như 600 hay là 800 hay là 1200 hay là 2400 mà nó cho một chất âm rất là ngọt ngào. Cho nên là Việt Vinh rất thích và Việt Vinh hay dùng chiếc Crown này để nghe và thưởng thức cho chính mình. Và ngày hôm nay thì Việt Vinh đang ghép cục pao này với cả chiếc dề Carver CT26V mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em là chiếc dề này. Chiếc dề này thì ngoài các chức năng này thì thật sự là anh em cũng thông cảm là anh em có thể tìm hiểu thêm. Việt Vinh cũng rất ít thời gian và nó cũng rất đơn giản thôi, đường vào và đường ra thôi. Còn đây là nút chỉnh bass tép, còn đây là các chế độ mà dò sóng AM, FM. Đấy, ví dụ như vậy, đây là audio, video, đây là các cổng vào đây. Đấy, cũng rất đơn giản thôi. Đây là ba lăng, đây là disc mode, tức là chế độ hiển thị màn hình. Đó, hiện tại Việt Vinh đang để CD. Đây là speak, tức là tắt đi. Đó, bật lên. Và đây là đằng sau của nó. Chiếc dề này thì nó có công suất là 23W và nó chạy nguồn điện 230V. Chiếc dề này thì nó được sản xuất tại Mỹ và nó được sản xuất tại thành phố Linwood, WA USA. Tức là chiếc dề này nó được sản xuất tại cái thành phố Linwood, và cái thành phố Linwood này thì nó thuộc bang Washington của Mỹ. Đây, phần dưới là model CT26V. Và đằng sau này có các cổng vào đây, audio. Anh em nhìn rõ rồi, đấy, nó cũng không có gì là đấy cả. Đây là đường súp. Anh em có thể cắm vào súp, đánh súp đường đấy. Đây là đường cổng rear, tức là loa sau, còn đây là phông là loa trước. Đây là loa trước này, loa sau này, center, tức là loa trước mặt này. Đấy, cũng rất đơn giản thôi. Và chiếc dề này thì nó rất là dễ ghép với cả các pao công suất lớn. Anh em, nếu anh em có pao mà công suất lớn ghép với cả chiếc dề này thì nó cho một chất âm rất là hay. Dề Carver thì nó có một chất tiếng, tức là gọn gàng, trung âm rất là sáng, trung âm tốt. Bây giờ thì xin mời tất cả anh em cùng lắng nghe chất âm của chiếc dề này thể hiện khi mà Việt Vinh phối ghép cùng chiếc pao Crown 210. Và hiện tại thì Việt Vinh đang đánh với một cặp loa. Cặp loa này thì là một cặp loa rất là hay. Cặp loa này thì cũng là một cặp loa mà Việt Vinh để nghe cho riêng mình thôi. Tuy hình thức của nó không đẹp nhưng mà nó có một chất âm rất là hay và Việt Vinh rất là yêu thích nó. Và cặp loa này thì cũng bật mí cho anh em thôi. Cặp loa này rất là hiếm và cái tên của nó rất là hay. Việt Vinh sẽ cho anh em xem qua. Đây là cặp loa của Việt Vinh hay dùng để chơi, để nghe. Cặp loa này là cặp loa của Mỹ. Nó rất là hiếm anh em ạ, rất là hiếm. Đây là chữ ký. Đấy, cặp loa nó không được đẹp lắm đâu nhưng mà Việt Vinh lại rất thích. Nó chỉ có 2 đường tiếng thôi. Và bây giờ thì xin mời tất cả anh em lắng nghe chất âm của chiếc dề Carver này thể hiện cùng cục pao Crown và đôi loa này.
tai nghe thì đeo vào và chúng ta cùng nghe. Và chiếc giày cover CT26V này bên Việt Vinh Audio bán với giá là 5,5 triệu. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.